Rằng phi sinh chào bạn. Sau đây đang phi sinh xin giới thiệu các bạn bộ cần cầu lục xa bờ. Gồm cần slider BXT và máy ActiveCAD 1080. Full phụ kiện luôn các bạn. Về cầu ngay luôn. Máy ActiveCAD 1080. Malaysia. Đây, chứa dây của nó. Đây, số 6 là 275 m, số 8 là 200 m, số 10 100 m. Đây, số nhỏ hơn thì nó sẽ chứa nhiều hơn. Tiếp đến là cần slider. Đây Indonesia. Tụi em xuất Nhật đấy. Bắt cả máy còn nguyên bản cao các bạn nhé. Cao nguyên. Nguyên bản cao, cái này về để hạ. Bác đang phát sinh chỗ hỗ trợ hạ bát cho các bạn. Ngọn định vị quen. Ngọn xoắn các bạn nhé. Khuyên bát Fuji. Đấy, chứ Fuji này. Cần cái này là cước Chabuco. Bạn thích lấy kích thước nào thì lấy. .55 là 8 cân 3, 0.286 là 9 cân 8, 0.3 là 11 cân 95, 0.325 là 13 cân 8. Đây là các dòng các kích thước. Đây là kích thước này theo đường kính luôn các bạn, theo số đường kính cho chuẩn. Số thì mỗi nhà sản xuất họ quy định theo cách riêng của họ. Chabuco màu nho nâu, tứ hoặc ngũ cũng được. Đây là đang lấy ví dụ điển hình cho các bạn thôi. Đáng đây là đáng xoài, xoài cao. Xoài cao đây. Các bạn thích dáng nào cũng có dáng này, dáng xoài cao. Khả năng hiện đang có 3 dáng xoài cao, mắc lai và xoài thấp. Tiếp đến là phao. Rồi.
phăng và pin. Các bạn về câu luôn và hộp phụ kiện mà chống đật, khóa, khóa linh. Khóa linh chì để các bạn về với cân và chạm bóng 90 giờ. Hai loại khóa linh này. Và cả chân chạy phao nữa. Chọn bộ cho các bạn xem. Tổng thể chọn bộ đây các bạn. Vừa rồi đang vệ sinh như thế các bạn, bạn bộ cần co lục xa bờ đang vệ sinh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang vệ sinh.